khi ấy đức Phật Thế tôn mỉm cười phóng ánh sáng lớn chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới các hữu tình ở cõi người trên trời nhờ ánh sáng của Phật đều thấy mặt nhau trong hội này có trời rồng rựa xoa kiện đạt phượng, a tố lạc Yết lộ trà khẩn đại lạc mặc hô lạc già và chúng thần khác đều đem những đại hương hoa đẹp trên trời dâng dải lên cũng dường Thế tôn rồi lớn tiếng ca ngâm Sức oai thần lớn của Như Lai thật hy hữu đã hộ trì pháp tạm và người tu hành, khiến cho quân ác ma không thể phá hoại được, cắt gưới các ác ma được đại tự tại. Việc tu hành mau đạt đến kêu cánh. Nếu có thiện nam tín nữ vân vân nào thọ trì đọc tụng pháp môn này, giảng thuyết quảng bá cho người khác thì không sợ các quân ác ma. Hoặc Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng pháp môn này và rộng nói cho người khác, thì vị ấy có thể chiến thắng các quân ác ma và tất cả ác ma không thể nào làm trở ngại được. Phật bảo thiện dũng mãnh, đúng vậy, đúng vậy, đúng như chư thiên nói. Này thiện dũng mãnh, như lai đối với pháp môn vô thượng này đã kết cương giới các ác ma, khiến tất cả võng lưới của chúng không gây chướng ngại pháp môn này. Này thiện dũng mãnh, hôm nay như lai nương vào pháp môn này mà đánh bại tất cả thế lực của các ác ma. Này thiện dũng mãnh, hôm nay như lai sẽ bảo hộ pháp môn này, ngăn chặn các ác ma không cho xâm tổn nữa này thiện dũng mãnh nếu các thiện nam tín nữ tịnh tín thọ trì đọc tụng pháp môn này và giảng nói rộng rãi cho người khác thì tất cả ác ma không thể quấy nhiễu họ được ngược lại họ có thể chiến thắng các ma oán hoặc các bồ tát nào thọ trì đọc tụng pháp môn này và giảng nói rộng rãi cho người khác thì vị ấy có thể chinh phục tất cả quân ma và bố thí cho các hữu tình được lợi ích an lạc này thiện dũng mãnh, pháp môn như vậy, các loài hữu tình tạp nhiễm không thể đắc được. Này thiện dũng mãnh, pháp môn như vậy, chẳng phải cảnh giới tu hành của những người bị lưới ma trói bắt. Này thiện dũng mãnh, pháp môn như vậy, là cảnh giới tu hành của những người có trí tuệ tánh hoàn toàn thiện. Này thiện dũng mãnh, ví như con ngựa rất khôn ngoan hiền từ, chẳng phải dành cho những vừa nhỏ cưỡi cũng không xuất hiện vào thời tệ ác mà chỉ được luân vương nuôi dùng do đó mà nó chỉ xuất hiện vào thời có luân vương. Cũng vậy, chỉ có người hiền hòa, trí tuệ, thông minh mới có thể thọ dụng pháp môn thâm sâu này, và pháp này chỉ đến tay của người đó. Này thiện dũng mãnh, ví như Long Vương trai giới, Long Vương thiện trụ, Long Vương a la phiệt noa, chúng không vì người ta sử dụng hay muốn thấy mà xuất hiện, cũng không vì chúng trời khác sử dụng mà xuất hiện chỉ có chúng trời thông minh trí tuệ tài giỏi sử dụng mới xuất hiện như trời đế thích nghĩ muốn chỗ chúng trời dạo chơi thêm phần đẹp đẽ thì con rồng ấy hiện rõ tướng trạng trước mặt đế thích cho trời đế thích vân vân sử dụng cũng vậy chỉ có thiện sĩ nhân đế mới có thể sử dụng pháp môn thâm sâu này nghĩa là vị ấy lắng nghe thọ trì đọc tụng và giảng nói phân biệt cho hữu tình đối với pháp này vị ấy là đại trang nghiêm rất lưu thông làm đại pháp chiếu sáng thành tiểu đại pháp hỷ và thọ nhận đại pháp là này thiện dũng mãnh nếu ai đối với bát nhã ba la mật đa thâm sâu này mà thọ trì dù chỉ một câu cũng đạt được vô lượng vô biên công đức vốn gì họ được kinh đại bát nhã này mà thọ trì chuyển đọc ghi chép đầy đủ và cũng dường lưu chuyển rộng rãi khắp cho người khác thì phước đức của người này đạt được không thể nghĩ bàn này Thiện Dũng Mãnh, chỉ có người trí đại thông minh và hòa nhã mới có thể hội trì pháp môn này, còn người không có trí đại thông minh và hòa nhã, thì pháp môn này chẳng phải là cảnh giới của họ. Này Thiện Dũng Mãnh, vì muốn đoạn mọi nghi ngờ cho các hữu tình mà ta nói kinh đại bát nhã như vậy, thì Phật nói pháp này thì có vô lượng vô số đại Bồ tát đắc được vô sanh pháp nhẫn và có vô biên các loài hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề nếu ngày lúc ấy như lai thọ ký cho họ thì nhất định họ sẽ chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề khi bà già phạm nói kinh này xong thì các đại bồ tát thiện dũng mãnh vân vân và bốn chúng như trời rồng dược xoa thiện đạt phượng a tố Lạc, hiết lộ trà phần nạn lạc mà khu lạc già người chẳng phải người nghe phật nói đều rất hoan hỷ tín thọ và phụng hành hết quyển thứ sáu trăm